Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Trước mắt anh em quý vị và các bạn, đó là một thêm một cái dòng súp khủng nữa. Súp hầm. Dòng này đúng là thêm một dòng con voi đấy. Uy lực mạnh mẽ thì nó dòng này theo đúng tiêu chuẩn của nó thì của châu Âu. Với thiết kế này và củ bát của họ thì nó mắc ra đến 150 dB. Với cái thùng này và con bát này thì đảm bảo anh em đó cũng phải cái cỡ 140 đến 140 mấy dB mắc nhé. Củ bát này thì bên mình không có bán rời nha anh em, củ bát này chỉ đi theo thùng thôi. Cái từ nó dày 3 cm, nhện 2 tầng, coi coi lớp trong lớp ngoài, coi coi 115. Con này bán quá nhiều rồi và anh rất tốt và rất là bền bỉ, uy lực và trâu bò. Đây là thùng mới đấy, theo chuẩn mẫu của châu Âu. Cái này là nhái thôi, hàng nhái theo mẫu của châu Âu nha anh em. Đường hơi của nó, đây cái đường hơi nó như vậy thì anh em mà có thiết kế ra những cái thùng như vậy thì không nên gắn những con bát công suất nhỏ nha anh em. Không nên gắn những con bát công suất nhỏ, mình không cần biết coi bao nhiêu nhưng mà công suất nó phải lớn. Tối thiểu bèo nhèo thì một con bát nó cũng phải được 1.300W. Ngàn rưỡi thì nó lại quá tốt, ngàn rưỡi thì nó lại quá tốt vào cái thùng này. Đó, hai cái thì nó, nếu mà 1.500 cái như này, hai cái thì nó lên đến 3.000W ở chế độ 4 ôm. Áp dụng con thùng này, đánh nó mới ra được anh em ạ. Chứ anh em mà đừng có cứ mua đại cái thùng về xong là thay đại cái bát của mình thôi. Anh em phải coi kỹ xem cái bát công suất nó như thế nào và tần số đáp ứng ra sao hả, thì mình áp dụng vô cái thùng thì nó sẽ rất là tốt. Bên mình cũng đã nghiên cứu và cũng lâu lắm rồi copy và cũng phải sửa một chút xíu, chỉnh sửa một chút xíu để cho nó hợp nhất với con bát mà thị trường Việt Nam đang dùng. Trong bát này là bát chính hãng bên công ty mình nhập khẩu Trung Quốc về nha anh em, Trung Quốc chứ không phải Pháp hay Ý gì. Giá thành rất là tốt nhưng mà chất lượng về chất âm thì cho ra rất là ok, rất ok luôn. Như những cái dòng súp đơn này bên mình đã demo rồi, quánh rất là tốt luôn, áp dụng cái dòng bát như vậy anh em. Rồi quý khách cùng anh em trả súp là cái kích thước, con này là ngang 1m2 này, cao 60, hậu nó là 85, hậu 85 nhé. Bên hông này thì có các cái logo RB218 và BR Ruby 4 qua. Anh em có thể bắt bánh xe ở dưới thùng này hoặc là phía sau súp đều được hết. Ok, chờ chút xíu bên mình sẽ ráp cụ thể lên và test cụ thể cái chất âm. Test trong nhà thì nó cũng không thể hiện được hết cái chất của cái con súp này đâu. Trong nhà tiếng nó sẽ không được hay lắm. Hẹn anh em một cái clip sau nữa bàn giao những cái dòng súp này ngoài trời để cho anh em nghe cụ thể chất âm hơn nhé. Yeah. Vâng, thưa quý anh em, sau khi ráp đâu đó thì sẽ như vậy đây. Rất là hầm hố luôn. Nó đẹp lắm. Nhìn nó rất là hầm hố. Có lưới luôn cho anh em. Nếu anh em sợ chuột bọ thì đây là giải pháp tốt nhất cho anh em, có lưới luôn. Lưới rất là đẹp luôn. Đó, này thì mình bỏ cái lưới ra để cho anh em nhìn được cụ thể chi tiết cái ruột bên trong. Thì như bây giờ mình đã quay và cái thiết kế thì bên mình cũng đăng cái video công khai rõ ràng ở trước cái video này nha anh em có thể nhấn vào kênh YouTube Điện Máy Ruby, sau đó nhấn vào video này anh em sẽ thấy cái video trước là bên mình đăng chi tiết về cái ruột, cái thiết kế bên trong cái đường hơi của cái này luôn. Đó. Đây là phía bên hông này, 4 quai sách. Phía đằng sau anh em có thể bắt bánh xe phía sau này luôn, rồi bắt bánh xe phía dưới luôn. Cái hậu này là 85, ngang 1m2, cao 60, không tính bánh xe. Thùng sơn cát rất là đẹp luôn, đẹp lắm. Ok, ngay sau đây xin mời anh em đeo phone để cảm nhận được cái âm trầm, siêu trầm của La Súp. Và giá thành cặp này chỉ có 24 triệu đồng trên một cặp súp này nha anh em. Giá rất rất là hợp lý, rất là tuyệt vời, vừa túi tiền cho anh em.
củ bát và voi coi 115. Hàng chính hãng bên công ty mình nhập khẩu made in China. Ok, xin mời anh em cùng đeo tai phone để cảm nhận chất âm. Vừa rồi đã anh em đã nghe. Theo mình đánh giá cặp súp này thì cái tiếng nó rất là sâu luôn, rất là sâu. Uy lực sâu. Nó không có gắt khó chịu mà cái tiếng nó sâu. Cái này đánh ngoài trời sẽ rất là xa. Độ phủ rất là tốt cho anh em. Về men công suất để phối hợp với nó thì con men anh em để mà chơi uy lực được thì tầm 2000W. Một kênh ở chế độ 8 ôm nha anh em, ở chế độ 8 ôm 2000W. Còn con này, con súp này nó đang ở 4 ôm thì nó là 3000W. Thì con men công suất của anh em ở chế độ 8 ôm 2000W là đẹn là ok. Khi đó thì con men của anh em ở chế độ 4 ôm thì nó sẽ tăng lên gần gấp đôi, nó khoảng 3000 mấy đó. Còn con súp này thì nó là 3000W ở chế độ 4 ôm đó. Giá thành xin nhắc lại 24 triệu trên một cặp này. Vâng, anh em có nhu cầu liên hệ hai số điện thoại hiện trên màn hình, điện máy Robin 116 đường Nguyễn Văn Bích, phường Tân Thế Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.